Alo. 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 Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Du MV, một kênh chuyên dành cho các bạn đã, đang và sẽ có ý định theo cái ngành lập trình Android, lập trình mobile. Và mảng mà kênh mình hay làm là mảng về Android. Ok. Thì như những video lần trước nhé, mình có hướng dẫn các bạn làm cái màn hình chơi nhạc ạ. Đúng chưa? Màn hình chơi nhạc và nó đã được cũng xịn sò phết rồi. Nó được như này rồi. Bấm một cái này chạy thì cái này cái ảnh nó xoay, lời thì chạy. Và lần này mình xin các bạn làm nào để cái animation này, cái lời bài hát này nó chạy kiểu animation như cái app này. Đó. Đấy, sẽ chạy được như thế. Ok. Rồi, bắt đầu nào. Thì để được như thế nhá, thì các bạn đầu tiên các bạn phải tạo ra cái file animation trước đã. Để tham khảo về cái animation này nhá, các bạn có thể xem lại những cái video trước của mình. Mình có rất nhiều video hướng dẫn về animation này luôn. Đấy, như kiểu là về các bạn có thể vào kênh của mình này. Đây, những cái app này này. Như kiểu cái app Order Food này. Đấy, animation của nó mình dùng rất nhiều và rất mạnh luôn. Đấy, các bạn có thể tham khảo nó. Đấy. Rồi, còn ở lần này nhá, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Đầu tiên này, các bạn kích để tạo ra được cái file animation ấy. Animation ấy, thì các bạn phải cần kích chuột phải vào đây. New cho mình một cái directory. Đặt tên nó là anim. Anim ấy. Ok. Rồi. Thì như cái app này nhá, nó sẽ sử dụng hai hiệu ứng. Thứ nhất, một là cái chữ nó sẽ đi lên và mở dần thôi. Tiếp đến nữa là cái chữ nó sẽ mở dần rồi hiện rõ ra và từ dưới này lên, đúng chưa? Nên mình sẽ phải tạo ra hai cái file animation. Đấy. Một cái file animation là dành cho chữ đi lên nhá, và một chữ mất đi, và một cái animation dành cho chữ hiện lên. Thì ở đây mình sẽ kích chuột phải đây này, nhấn chữ, các bạn chọn cho mình thằng animation resource file, kích vào đây. Đó, các bạn đặt tên cho nó. Mình sẽ đặt tên cho này là mất đi này. Đấy. Rồi. Thì cái animation mất đi này là gì? Cắt để mình một chút. Có phải là cái chữ nó di chuyển từ đây, từ cái vị trí này lên trên vị trí này và mở dần, đúng không? Thì để nó di chuyển từ cái vị trí nó đang đứng lên một cái vị trí khác, thì mình sẽ dùng cái thằng đó, thằng translate, thằng chuyên để di chuyển. Trong đại khái là nó làm như là này. Đây, các bạn chờ mình chút nhá. Mình sẽ vẽ mô tả cho các bạn dễ hiểu hơn. Ok. Đây. Mình sẽ vẽ một cái ô đi. Đấy, như này nhá. Thì khi mà trong thằng Android Studio ấy, thì cái tọa độ OXY của nó, sẽ được tính từ đây là O này, cái điểm này sẽ là điểm O. Đấy, còn trục nhá, cái trục từ đây sang sẽ được tính là trục X, và cái trục từ đây xuống sẽ được tính là trục Y. Đấy, sẽ được tính là trục Y. Thì nếu như mà khi di chuyển, các bạn muốn nó di chuyển từ đây lên trên này, đúng chưa? Thì lúc này Y có phải giảm đi một cái, lúc này Y của nó đang từ 0 chuyển xuống dưới này, đúng chưa? Chuyển xuống dưới này có nghĩa Y bị trừ đi ấy, có nghĩa Y ở đây là 0 này, thì dưới này sẽ là âm, đúng không? Đấy. Và trong này nó đơn vị nó tính là phần trăm. Ví dụ như kiểu khi mà nếu như mà đây là không này, mà các bạn muốn di chuyển đến đến đây, thì lúc này là các bạn thì cái vị trí mới của nó này sẽ cái đoạn này thì y sẽ được tính là âm 100%. Còn nếu như mà các bạn di chuyển quá lên trên này thì lúc này cái vị trí y của nó ấy, sẽ là âm 200%. Còn lần này thì mình sẽ chỉ muốn nó di chuyển y từ vị trí này đến vị trí thứ y cho âm 100 thôi, đúng không? Thì vào trong này nhá, translate, các bạn gõ cho mình from, nó sẽ hiện ra chữ là from x data và y data. Các bạn chọn cho mình thằng y data, có nghĩa là nó sẽ di chuyển bắt đầu từ vị trí nào. Thì cái vị trí bắt đầu của nó có thể là 0%. Đấy các bạn, 0%. Tiếp đến nữa là tu, các bạn có chữ tu, nó hiện thị tự ra chữ du x data hay du data. Tu có nghĩa là di chuyển đến vị trí nào, thì có thể mình đang cần di chuyển đến vị trí là âm 100%, đúng chưa? Tiếp đến nữa, sorry, cái thuộc tính này thì mình không nhớ rõ lắm, mình không nhớ rõ tên lắm, nó thằng duration. Các bạn chịu khó gõ nhé, còn mình sẽ copy một chút. Đây, duration nghĩa là cái khoảng thời gian nó sẽ di chuyển từ vị trí số 0% đến âm 100% là bao nhiêu, và tính theo đơn vị là mini giây, ok chưa? Đó, thì nó sẽ di chuyển từ 0 đến âm 100 trong vòng 400 mini giây, ok nhá. Và bây giờ mình muốn là khi nó cứ di chuyển đến ấy thì nó sẽ mở dần, đúng không? Thì trong này nó có một thuộc tính là alpha, nó là độ m. Thì độ m nó sẽ có, thứ nhất là from alpha, mình muốn nó mở dần thì cái from alpha lúc đầu của mình là sẽ phải là 1. Đấy, và to alpha đến cuối mở dần mà, thì cái to alpha mình sẽ phải là 0, đúng chưa? Đấy, đóng thẻ lại này. Và cái thằng alpha các bạn cũng nhớ chuyển cho mình cái duration đấy nhá. Rồi, tiếp đến nhá, cạn kích chuột, cái chuột đây, cạn copy mình, cạn ấn Ctrl V. Đấy. Và cái này, cái file này mình sẽ đặt là hiện lên. Ok chưa? Nhấn ok. Lại phân tích một chút này. Thì bây giờ nhá, khi mà mình muốn nó hiện lên, mình sẽ muốn nó bắt đầu từ vị trí này cho đến vị trí này. Thì có phải lúc này cái y của mình nó đang là ở đây, nó đang là 100%, sẽ di chuyển đến vị trí số 0%, đúng không? Đó, nên là ở đây mình sẽ thay đổi một chút, là cái from y của mình sẽ là 100% và di chuyển đến vị trí thứ ơi 0%. Và cái alpha thì cũng thế, nó hiện dần lên mà, thì bắt đầu sẽ là 0 và kết thúc sẽ là 1. Đó, ok chưa? Rồi, tiếp đến đấy nhá, thì ở đây mình sẽ tiếp đến, thì mình sẽ gọi cái thằng text view ra này, mình gán cho nó cái ID. Đấy, img lời bài hát đi, lời bài hát. Đấy, nhầm, txv, sorry các bạn nhá, txv lời hát này. Sau đấy mình sẽ lên hàng sang bên này, mình tạo ra cho nó cái text view trước, ánh xạ nó. Đấy, ok, thì lời bài hát mà bao giờ cũng thế, mình sẽ có một cái array init, mình tạo ra một cái array init để chứa lời bài hát, đúng không? String này, arr lời bài hát, lời bài hát, ok, new array init. Và cái arr lời bài hát này mình sẽ tạo ra một cái data ảo cho nó nhé. Mình sẽ chấm thêm vài chữ nữa. Lời số 1, Ctrl D. lời số 2, lời số 3, lời số 4. Tiếp đến nữa là bởi vì là mình muốn hiển thị lời 1 xong đến lời 2, lời 3, lời 4 luôn. Thì ở đây mình sẽ phải tạo ra một cái biến là biến vị trí lời bằng 0, được chưa? Cái biến vị trí lời này nhá, mình sẽ gán ở chỗ đoạn là mình sẽ phải thêm ở chỗ đoạn thứ nhất là bắt đầu chạy nhạc, ấy, thì cái vị trí lời của mình phải bằng 0, đúng chưa? Đấy. Chạy nhạc thế thôi, không vấn đề gì cả, hết rồi. Và tiếp đến đấy nhé, tiếp đến đấy này, và mỗi lần bây giờ mình muốn mỗi lần nó chạy ấy, mỗi lần nó chạy đủ 400 giây ấy, thì nó sẽ update cái lời bài hát và nó theo kiểu hiệu ứng ngày một lần, đúng chưa? Nên là đây mình sẽ tạo ra, mình sẽ lưu lên 400 mini giây, quên, sorry các bạn nhá, new một cái countdown timer. Đấy, mình sẽ đặt là 500 mini giây đến 100 mini giây. Tương tự như đằng kia thì mình cũng implement method và chấm start. Và on finish thì mình cũng sẽ start lại cho nó. Và ở đây mình sẽ gọi cái hàm là hàm update 2. Đấy, hàm update 2 là chuyên để update cái lời bài hát. Ok chưa? Private này, void update 2 này. Đấy. Thì đầu tiên nhá, mình cái biến index kia của mình, cái biến vị trí ấy, vị trí n ấy, mình sẽ tăng lên một đơn vị. À, nếu thế thì cái biến vị trí n này đây, cái biến vị trí n này đây của mình đâu có nhỉ? Mình phải gán khi mà chạy nhạc thì cái vị trí n của mình phải bằng -1 hoặc bằng 0 cũng được, không vấn đề gì đâu. Đấy, vị trí n bằng cộng này, xong kiểm tra nếu như mà cái lời bài hát mình muốn lấy hiển thị ấy nó vượt quá cái số lượng lời của bài hát, số lượng lời bài hát này, thì lời bài hát của mình sẽ được di chuyển, sẽ được reset, phải không? Ok chưa? Các bạn hiểu không? Đấy. Tiếp đến nữa này. Tiếp đến nữa là mình sẽ gọi cái TXV, mình sẽ gọi cái text view lời bài hát này, mình chấm start animation, có nghĩa là chạy hiệu ứng ấy. Thì bây giờ mình muốn chạy cái hiệu ứng nó mất chữ đi, đúng không? Mất chữ đi nhá. Mất chữ đi thì ở đây mình sẽ lưu, mình sẽ gọi cái animation này, animation unity này, unity này, chấm load animation, có nghĩa chạy cái hiệu ứng nào. Đấy, thì đầu tiên là cái gì cái cũng phải truyền cho nó cái context chữ A. Sau đó là cái đến cái pha cái hiệu ứng mà mình muốn chạy. Thì cái hiệu ứng của mình muốn chạy ở đây đang là cái hiệu ứng mất đi, đúng không? Khi mà đến đoạn này nó sẽ mình muốn mất đi trước, xong mình muốn hiện lên, đúng không? Thì mình sẽ gọi là chấm anin chấm mất đi đó. Và sau khi chạy cái hiệu ứng mất đi ấy, hiệu ứng mất đi này chạy khoảng tầm 400 mili giây, nó có một đoạn trễ, đúng chưa? Thì ở đây mình sẽ lưu một countdown timer trong khoảng 400 mili giây này. Đấy. Chấm start này. Đấy, và sau khi chạy hết 400 mili giây ấy, mình sẽ copy thằng này nhá. Mình sẽ muốn nó chạy, đây là main activity.zip. Đấy. Sau khi chạy cái hiệu ứng mất đi xong ấy thì mình muốn chạy cái hiệu ứng hiện lên, đúng chưa? Và trước khi chạy cái hiệu ứng hiện lên ấy thì mình sẽ gọi cái txvn bài hát chấm set text. Mình sẽ set text cho nó là cái thằng arr bài hát chấm get, lấy ra cái vị trí lời mà mình muốn hiện, bởi vì lời sẽ tăng dần mà. Có nghĩa là sao? Có nghĩa ông này nhá, cái thằng countdown timer này nó sẽ chạy, đầu tiên nó chạy này, xong nó gọi đến thằng này, thằng này làm cho cái chữ mất đi ở đoạn này. Đấy, sau đó 400 giây nó làm chữ hiện lên ở đoạn này, được chưa? Đó, nó đơn giản lắm, không khó lắm đâu. Rồi sau khi đấy xong này, sau khi đấy xong này thì bây giờ này thì ở đây mình cũng phải kiểm tra. Đây các bạn copy ở trong hàng update cho mình. Đơn giản là phải kiểm tra xem nếu như mà có nhạc và nhạc đang chạy thì mới tiến hành chạy cái chữ lên thôi, còn không thì thôi. Đấy, bây giờ mình bấm ra được cái gì này. Rồi này, bây giờ mình bấm chạy. Đấy, các bạn nhìn không? Alo, cái thời gian chạy nó hơi nhanh đúng không? Nếu thế mình sẽ tăng lên đây. Bây ví dụ không phải 500 giây đó, mình sẽ để là cứ 2 giây mới chạy một lần chẳng hạn, 2 giây mới đổi cái lời một lần. Chạy lại này. Đó, các bạn nhìn nhau. Đấy, nó sẽ làm lại nhá. Ok chưa? Rồi, đấy là cách mà tạo ra cái hiệu ứng đấy. Hiệu ứng chữ mất đi xong hiện lên, mất đi xong hiện lên đấy. Đấy. Rồi. Ở video tiếp theo nhá, là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra cái hiệu ứng cho cái âm thanh ở trên này này. Đấy. Ok chưa? Rồi. Video của mình lần này xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy cái video này hay và bổ ích thì hãy nhấn đăng ký cho mình và nhớ để lại một like. Hoặc là có ý kiến thì nếu thấy mình giảng có chỗ là không ok lắm thì các bạn hãy để ở dưới phần comment hoặc là liên hệ trực tiếp với page thì để mình có thể support hỗ trợ các bạn. Ok. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học được tiếng Việt.